Bản tin 365 ngày chuyển động với những thông tin nông nghiệp biến động ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nông dân sẽ được cập nhật. Bên cạnh đó sẽ là những mô hình thích ứng làm ăn hiệu quả. Trong thời buổi nông nghiệp hội nhập, những mô hình sản xuất sạch, công nghệ cao càng xuất hiện nhiều. Cây con giống mới, độc lạ, có giá trị kinh tế cũng được bà con tìm kiếm. Ngày hôm nay, mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi những thông tin do ban biên tập chúng tôi tổng hợp sau đây. Cập nhật nhanh giá cà phê, hồ tiêu. Cà phê giá tiếp tục tăng, còn hồ tiêu đạt mức 53.000 đồng một ký. Nông dân vẫn nóng giá. Sầu riêng Tây Nguyên giá cao gất cưỡng đạt mốc 90.000 đồng một ký nhưng lại xuất hiện bão ghê gây lo lắng cho nông dân. Nông dân Hậu Giang thu 3 triệu đồng mỗi tháng nhờ loại trái dài sọc nặng nửa ký. Lâm Đồng xác định kinh tế trang trại là hạt nhân phát triển kinh tế vùng. Liên tục có nhiều chuyển biến tích cực, giá mặt hàng cà phê lại tăng thêm 100 đồng một ký. Và giá hồ tiêu thì đạt ngưỡng 51.000 đến 53.000 đồng một ký. Thông tin này phần nào tạo niềm hy vọng cho nhà vườn trồng cà phê và hồ tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, giá có được cải thiện tốt hơn được hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới. Mời bà con và quý khán giả cập nhật giá cả hai mặt hàng này. Thông tin từ Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam cho thấy, giá cà phê Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 32.300 đồng đến 32.900 đồng một ký. Cụ thể tại Gia Lai, giá cà phê đang giữ ở mức 33.000 đồng một ký. Khu vực Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 100 đồng một ký, đang ở mức 32.400 đồng một ký. Giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà của Lâm Đồng từ 32.200 đến 32.300 đồng một ký. Tương tự, cà phê tại Kon Tum đang có giá khoảng 32.800 đồng một ký. Tại Đắk Nông, giá cà phê giữ ở mức 32.800 đến 32.900 đồng một ký. Trước đà lao dốc của giá cà phê toàn cầu, các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới và những khách hàng lớn của ngành cà phê vừa tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm tìm cách đẩy giá cà phê tăng trở lại. Thông tin tại cuộc họp cho thấy nguồn cung cao kỷ lục từ vụ thu hoạch mới ở Brazil là nguyên nhân chính gây sức ép lớn lên giá cà phê toàn cầu. Trong khi đó, giá hồ tiêu bất ngờ tăng giọt 1.000 đồng một ký hôm 27 tháng 9. Cụ thể, giá tiêu đen xô ở Bà Rịa Vũng Tàu 53.000 đồng một ký, tại Bình Phước và Đắk Lắk 52.000 đồng một ký, trong khi tại Gia Lai ở mức thấp nhất 51.000 đồng một ký. Trong 2 tháng gần đây, sau khi rớt giá thê thảm, mặt hàng nông sản này đã thoát khỏi chuỗi ngày ảm đạm. Giá khoai lang tím Nhật tại vùng trồng khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long và các tỉnh ở Tây Nguyên thì đang giảm sâu. Theo người dân trồng khoai lang ở huyện Bình Tân, Vĩnh Long, các thương lái đã ngưng thu mua khoai cách đây khoảng 10 ngày, khiến cho giá khoai từ 400.000 đồng một tạ giảm sâu xuống còn 310.000 cho đến 320.000 đồng một tạ, tức là chỉ khoảng 5.200 đồng một ký. Mức giá này, nông dân sẽ từ hòa vốn cho tới lỗ vốn chứ không thể có lời được. Đến nay, chỉ mới một số ít thương lái mua hàng trở lại với số lượng hạn chế. Theo ngành chức năng huyện Bình Tân, hiện nay khoai lang của chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng thời gian này là rơi vào cảnh giá giảm, không bán được hay bán lỗ. Thứ nhất là do bên Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chính của khoai lang Bình Tân cũng đang mùa thu hoạch khoai, nên nhu cầu của họ đối với khoai lang của nước ta giảm. Thứ hai nữa là do hiện nay đang vào mùa mưa bão, nên nhu cầu các mặt hàng nói chung đều giảm. Theo ngành nông nghiệp, bà con nên giãn vụ, luân canh cây trồng khác để tránh tình trạng dồi hàng. Thông tin đang gây chú ý cho nông dân trong mấy ngày nay là giá mít Thái và giá sầu riêng tăng liên tục. Trong khi giá mít khoảng 70.000 đồng một ký, người dân miền Tây bán một trái có khi có thu nhập cả triệu đồng. Thì còn đối với sầu riêng ở vùng Tây Nguyên, giá cả cũng tăng dữ dội. Nếu như năm ngoái giá sầu riêng giữa vụ chỉ khoảng 50.000 đồng một ký, thì nay ở một số nơi giá sầu riêng đã lên tới 94.000 đồng một ký. Nhưng thưa anh Minh Thiện, cùng với niềm vui đó thì người nông dân cũng đang bị ám ảnh bởi vì nạn bão kê xuất hiện ở khắp nơi. Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, hiện nay sầu riêng vẫn chưa thu hoạch rộ, nhưng mà theo nhiều người dân, những ngày gần đây có mặt một số đối tượng đã trấn giữ ở một số nẻo đường, ngăn sông cấm chợ để mà buộc người dân phải bán sầu riêng với giá thấp hơn thị trường cho họ. Tình hình cụ thể như sau. Tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, ở thời điểm hiện tại, một số vườn sầu riêng chất lượng tốt được thương lái thu mua với giá 94.000 đồng một ký. Như vậy, với khoảng 2.200 hectare sầu riêng đang kinh doanh, nông dân Đắk Lắk thu về khoảng 4.000 tỷ đồng trong vụ sầu riêng này. Cùng với niềm vui được mùa được giá, những năm qua, nông dân trồng sầu riêng vẫn luôn bị ám ảnh với tình trạng bảo kê thu mua sầu riêng. Chỉ mới vào đầu vụ, công an huyện Cư Mơ Ga, Đắk Lắk đã bắt nhiều đối tượng đòi thu tiền bảo kê thu mua sầu riêng. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này thừa nhận đã dùng hung khí ép thương lái phải nộp 1.500 đồng một ký sầu riêng thu mua được.
Thưa quý khán giả, thoạt nhìn thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ với cái giống chuối dài sọc khoảng 30cm, một trái tầm nửa ký này. Nhưng mà đó chính là trái chuối táo quạ, và giống chuối này đang giúp cho nhà vườn ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có thu nhập rất là ổn định. Bây giờ mời quý khán giả và bà con đến tận vườn của chủ nhân trồng giống chuối này qua ghi nhận của phóng viên chương trình để xem rõ hơn về giống chuối này và kỹ thuật trồng như thế nào. Theo ông Phan Văn Mềm ở huyện Phụng Hiệp cho biết, đối với cây chuối táo quạ, thời gian từ trồng cho đến thu hoạch mất từ 10 đến 12 tháng, mỗi buồng chuối từ 2 đến 3 nải, khoảng 20 đến 25 trái một buồng. Hiện nay các thương lái thu mua với giá 4.000 đồng một trái, nhưng ông Mềm nấu chín bán lẻ ở các chợ với giá từ 5 đến 6.000 đồng. Mỗi ngày ông thu nhập từ 100 đến 150.000 đồng. Với diện tích 2.000 m2 đất clip, ông trồng khoảng 200 gốc chuối táo quạ. Sau khi trừ đi chi phí, lời từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Ông cho biết thêm, đây là giống chuối chịu đất phèn nên chỉ bón thêm ít phân là cây cho trái to, trung bình dài hơn 30cm, cân nặng nửa ký. Và loại này bán theo trái, không bán ký hay là bán theo chục. Tuy có giá thành cao nhưng do chưa có đầu ra ổn định nên phần lớn nông dân chỉ trồng xen canh, lấy ngắn nuôi dài. Kính thưa bà con và quý khán giả, trong thời gian giá tôm thẻ biến động giảm thì tôm sú ổn định nhất. Nhưng mà mấy ngày nay giá tôm cũng bắt đầu đảo chiều ngược lại. Trong khi so với tôm thẻ đang giữ giá tốt và tăng nhẹ thì bất ngờ loại tôm cỡ lớn 30 con một ký giá từ 210.000 đồng một ký giảm chỉ còn 165 đến 170.000 đồng một ký. Còn tôm tươi ướp đá bán cho các nhà máy chế biến xuất khẩu giá 150.000 đồng ký nay đã giảm hơn giá tôm thẻ cùng loại. Tại Sóc Trăng, các nhà máy xuất khẩu thu mua tôm thẻ cỡ 100 con một ký giá từ 85 đến 100.000 đồng, cỡ 30 con một ký giá từ 147 đến 162.000 đồng một ký. Nguyên do là tôm thẻ đang được các nhà máy chế biến ở Sóc Trăng thu mua mạnh do có hợp đồng xuất khẩu. Còn tôm sú tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, nơi có vùng nuôi quảng canh lớn và theo mô hình lúa tôm. Hơn nữa, lúc này, người thu mua tôm sú không thể chờ giá khi giữa tháng 10 thời vụ vào mùa gieo cấy lúa. Gần đây, nuôi yến đã trở thành trào lưu làm giàu mới của nhiều hộ có điều kiện. Khánh Hòa nổi tiếng với sản phẩm từ yến. Đã có nhiều người thành tỷ phú nhờ nuôi yến. Thấy vậy nên các hộ dân cũng dẫn dụ yến vào nuôi ở các trung tâm thành phố, không phải là lợi thế để nuôi yến. Và để quản lý tình trạng nuôi yến tràn lan gây rất là nhiều tiếng ồn cũng như là dịch bệnh, thì mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định quy định tạm thời về quản lý nuôi yến trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thiết lập vùng cấm xây dựng mới nhà nuôi chim yến. Cụ thể, tại thành phố Rạch Giá, cấm xây dựng mới nhà nuôi chim yến toàn bộ diện tích các vườn và cấm sử dụng công sở, cơ sở y tế, trường học, tôn giáo để nuôi chim yến. Một trong những điều kiện rất quan trọng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định nữa là khi nuôi chim yến chỉ được phát âm thanh dẫn dụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 20 giờ. Khu vực trung tâm các xã, phường, thị trấn không được phép sử dụng các thiết bị dẫn dụ gây ra tiếng ồn. Ngoài ra phải đáp ứng về điều kiện môi trường, vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 276 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả, cung ứng trên 32 triệu cây mỗi năm. Trước nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng của bà con nông dân các địa phương, các cơ sở nói trên đã chủ động lên kế hoạch sản xuất cây giống phù hợp với nhu cầu ghép, cải tạo hoặc là trồng mới các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả ở từng thời điểm. Theo nhận định của ngành chức năng, với năng lực sản xuất kinh doanh cây ăn quả hiện có, số lượng chồi giống hiện nay cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu trồng mới, chuyển đổi, trồng tái canh, ghép cải tạo cây công nghiệp cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm nay, trên 900 hectare cây ăn quả và gần 10.500 hectare cây công nghiệp dài ngày, gồm có chè, cà phê, nhân dân. Thưa quý khán giả và bà con, kinh tế trang trại của Lâm Đồng trong thời gian qua đã đạt được hiệu quả cao và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá là hầu hết các trang trại của Lâm Đồng đều đạt và vượt trội so với quy định cũng như là diện tích và giá trị sản lượng hàng hóa theo tiêu chí của Bộ. Tuy nhiên, kinh tế trang trại tại Lâm Đồng thì vẫn còn gặp phải không ít khó khăn về nguồn vốn, về giống, kỹ thuật cũng như là đầu ra nông sản. Vâng, vậy thì hướng đi nào để mà kinh tế trang trại của Lâm Đồng và tại đây thì đã giải quyết những cái khó khăn như thế nào? Ngành chức năng địa phương đã có những giải pháp hỗ trợ cụ thể ra sao? Chúng tôi mời bà con theo dõi qua phóng sự sau đây. Gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh có mô hình thâm canh tổng hợp các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, bao gồm sầu riêng, mắc ca, măng cụt và cà phê trên diện tích hơn 3 hectare. Mỗi năm trang trại này
cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng. Trong đó nguồn thu nhập chính vẫn là sầu riêng, một loại cây trồng đang cho giá trị kinh tế cao. Anh Hải cho biết để có được những trái sầu riêng lớn, cơm dày, ngon, anh rất chú trọng chế độ bón phân cân đối và tưới nước hợp lý. Mặc dù anh Hải đã xen canh cây trồng nhằm tránh sự rủi ro về thị trường tiêu thụ và có thể nói hiện nay sầu riêng đang ở thời kỳ đỉnh cao của giá cả, nhưng chủ nông trại này vẫn không tránh khỏi nỗi lo về đầu ra sản phẩm. Riêng cái vùng Di Linh Bảo Lộc ta là nó khó khăn về cái đầu ra. Lý do là từ cái chỗ là bà con ta là chăm sóc nó không đúng cái quy trình, cho nên là cái trái sầu riêng là nó mưa nhiều, nó rư nước cho trái sầu riêng nó gây sượng. Thế nhưng mà riêng gia đình là nó không có bị cái tình trạng đó. Thế nhưng nó cũng ảnh hưởng. Lý do là bây giờ là hiện nay là như cái vùng Đắk Nông hay là Gia Lai ấy là người ta vẫn cái sầu riêng nó vẫn trên 50.000 một ký, nhưng mà hiện nay là cái vùng Di Linh Bảo Lộc là nó chỉ nằm vào khoảng độ 40 hoặc trên 40.000 một tí thôi. Cùng với đó là các vấn đề về nguồn vốn đầu tư quy mô lớn và nguồn giống phục vụ sản xuất chất lượng cao và các kỹ thuật hiện đại áp dụng trong nông nghiệp. Tại tổ hợp tác sản xuất măng cụt đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng ở huyện Đạ Oai với 11 thành viên mang ý tưởng hình thành dùng nguyên liệu măng cụt bền vững hướng tới xây dựng nhãn hiệu nông sản thì vẫn chưa chủ động được nguồn giống sản xuất mà còn phải phụ thuộc vào các tỉnh miền Tây. Hiện nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có những cái chính sách để cho hỗ trợ về cái việc mà kinh tế trang trại cho bà con nông dân. Nhưng cái số mà bà con mà để thực sự được thụ hưởng cái này thì nói thật với chị là cũng đang còn rất là hạn chế. Qua đây thì cũng muốn mong rằng đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các ngành các cấp sớm cụ thể hóa những cái chính sách này, cụ thể hóa và để xuống tận những người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa như chúng tôi, để bà con được thụ hưởng cái chính sách nhà nước này để tạo cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù còn không ít khó khăn trong phát triển kinh tế trang trại, nhưng với tiềm năng về điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, Lâm Đồng vẫn là địa phương được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế trang trại. Hiện nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 949 trang trại. Hoạt động kinh tế trang trại ở Lâm Đồng đã được đầu tư phát triển đồng bộ về kỹ thuật, giống. Các chủ trang trại cũng luôn ý thức nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Hiện nay, nhiều trang trại đầu tư khá bài bản, quy mô lớn, nguồn giống chất lượng cao đã đem lại hiệu quả kinh tế khả quan, như trang trại bò Úc này là một ví dụ. Từ đó mở ra một triển vọng mới khiến chủ trang trại có ý định nâng cao quy mô chăn nuôi. Thì mình chăm sóc kỹ lưỡng với cái trình tự của nhà cho ăn rất là điều độ và đầy đủ thì mình cũng thấy nó lên hàng ngày ấy, thì mình cũng mừng, cũng vui lắm. Nuôi xong tự nhiên nó đam mê, mình bán cái bằng này mô hình bò này, bằng này con xong là mình xây chuồng, mình sửa soạn nuôi 150 con. Bên cạnh đầu tư mạnh để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, để nâng cao giá trị thu nhập trên từng diện tích, một số trang trại đã chuyển đổi kết hợp một số dịch vụ khác, trong đó có phát triển du lịch canh nông. Cùng với thăm canh sản xuất, cầu đất farm đã đa dạng hóa cây trồng, thiết kế cảnh quan để đón khách du lịch, vừa thưởng lãm, vừa thưởng thức nông sản tại trang trại. Với nhiều giải pháp được thực hiện, kinh tế trang trại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Tiếp tục hỗ trợ trang trại trong thời gian tới, thì cái mục đích đó là để làm sao mà các cái trang trại đó thì để cho người ta có thể là liên kết với nhau để tạo cái chuỗi giá trị trong sản xuất. Thì cái này là một cái định hướng mà rất lớn của từ chỉ đạo của bộ, của tỉnh cũng như sở nông nghiệp đối với việc này. Phát triển nông nghiệp theo quy mô hàng hóa tập trung là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Từ đó nông dân sẽ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cho ra đời những nông sản đồng đều về chất lượng, mẫu mã, đáp ứng được nhu cầu các đơn hàng lớn, nhất là đơn hàng xuất khẩu. Có thể nói, kinh tế trang trại đã đóng vai trò là hạt nhân để nhân rộng và lan tỏa trong nhân dân, tạo phương thức sản xuất tập trung, chất lượng cao. Bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Nếu quý khán giả và bà con có ý kiến đóng góp hay là muốn thông tin về những cây con giống mang lại hiệu quả kinh tế cao, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com và số điện thoại 0263 3829930. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai.